Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Crazy Craft. Và ở tập trước á, thì mình đã chế tạo được một set đồ của khổng lồ xanh hút. Nhưng mà mình bị mấy con dung đất á, nó ăn trộm hết cái nón rồi. Cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo lại cái nón của hút đã bị mất nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đặt cái nón Emerald vào giữa nè. Kế tiếp là bọc ở xung quanh bằng những cái khối nhiễm phóng xạ. Vậy là mình đã có lại cái nón của hút rồi. Và để cho set đồ này mạnh hơn á, thì mình sẽ vô trong nhà để cường hóa nè, cũng như là sửa lại cho nó full độ bền luôn nhá. Rồi mình sẽ mang theo, khi nào cần thì mang ra và sử dụng luôn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ enchant cái dòng không bị phá vỡ trước, tại vì mình không muốn mấy set đồ này mau hỏng á các bạn ơi. Bên cạnh đó thì mình sẽ enchant thêm dòng bảo vệ cấp độ 4, thì mình sợ không đủ kinh nghiệm á, nên thôi tạm thời enchant cấp độ bảo vệ 3 thôi nhá. Tương tự đối với cái áo nè, cũng là không bị phá vỡ với bảo vệ 3. Và sửa lại thêm một cái nữa. Ui, tính ra sửa nó cũng hơi tốn á nha. Và cuối cùng là cái cuối cùng là cái đôi ủng nè, bảo vệ 3 và chạm không bị phá vỡ 3 luôn. Rồi, vậy là mình đã enchant cũng như là sửa xong cái set đồ của khổng lồ xanh rồi. Và mình sẽ mặc cái set đồ khổng lồ xanh này khi mà đánh nhau với những con quái vật nào kiểu như là cận chiến thôi. Còn đánh nhau với mấy con quái vật bay á, thì mình nghĩ nên sử dụng set đồ của Superman thì mình sẽ dễ dàng chiến đấu hơn. Và trong suốt khoảng thời gian vừa qua á, thì mình đã farm được khá những món đồ để chế tạo những cái bộ phận của thanh kiếm Big Bertha 500 sát thương này. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo cái phần đầu tiên, đó chính là cái phần tay cầm nhá. Mình cần cái green glue nè, vải rồng nước, cái mantis cloud và súng cũng như là cái búa, đúng không? Green glue nè, súng big hammer, rồi water dragon scale cũng như là một cái gì ta, mantis cloud. Rồi giờ thì mình sẽ cho vô bàn chế tạo và đặt theo công thức tương tự giống như vậy để mình tạo ra cái phần tay cầm trước nhá. Đó là có được một món trong cái thanh kiếm Big Bertha rồi. Hình như cái phần cán kiếm mình vẫn có thể chế tạo được hay sao ấy, để mình coi có đủ không nhá. Cái này mình có rồi nè. Cái này là cần thêm cái sea monster scale hả? Có luôn. Kế tiếp là cái gì nào? Basilisk scale với vảy của con bướm hả? Basilisk, ở đây có vảy bướm nè, còn basilisk là trong cái rương này. Rồi còn thiếu món gì nữa nè? Nightmare scale cũng như là vảy của bò cạp. Nightmare có luôn. Còn thiếu gì, hình như còn thiếu có một món thôi các bạn ơi. Đó chính là Molenoid hả? Con đó mình có farm ở đây nè. Vì mình đã có thể chế tạo được hai bộ phận của cái thanh kiếm Big Bertha này rồi. Đặt theo công thức là để mình nhớ coi, hình như mình lấy thiếu rồi. Vậy là mình còn thiếu cái zombie bug nè, cái con mà nhảy á. Ôi tiếc vậy ta. Chắc bây giờ mình sẽ qua thế giới kiến nữa đi, để mình farm thêm cái con zombie bug á. Rồi sau đó thì mình sẽ trở về và chế tạo thêm cái phần cán kiếm nhá. Và trong thời gian với hai tập á, thì mình có đi xung quanh và nhặt được hai cái quặng triệu hồi ra cái con Kraken nè. Cái con này hình như là quái vật bạch tuộc hay sao á. Đây một xíu trở về mặt đất thì mình sẽ đi đánh nó và lấy thêm đồ nhá. Ở đây là một con rồng. Con zombie bug đó, mình nhớ không lầm thì nó có bên thế giới này cũng như là thế giới bướm hay sao ấy, tại vì mình có qua thế giới bướm một lần rồi. Tòa tháp này thì mình đã đánh xong, để mình coi xung quanh đây còn tòa tháp nào mình có thể đánh không nhá, để mình đánh thêm để kiếm cái zombie bug scale thôi, chứ bây giờ mình thiếu cái món đó rồi. Hôm trước mình đánh mà quên mất, mình không có nhặt á. Coi nào. Ủa sao hôm nay yên tĩnh vậy, không thấy con quái nữa trơn vậy trời. Cái lúc mà không cần tìm thì nó lại ra cả đống quái cho mình đánh á. Đây có tiếp một cái ngôi đền nè, chỗ của mấy cái cây ăn thịt người rơi ra cái green goo á các bạn ơi. Ở đây tiếp tục là ngôi đền nữa. Ủa không có tòa tháp nữa hết trơn vậy. Tới lúc tìm tòa tháp thì không thấy tòa tháp nữa hết trơn, đúng buồn luôn á. Và mình để ý ở trên mấy cái đảo bay nè, có cái gì ở dưới nè các bạn ơi. Nè, cái này cái gì vậy? Cái này có lấy gì được không ta? Để mình thử, mình lấy cây cúp trong ba lô mình ra mình đào thử coi. Không biết đào xong có nổ không. Ui,
Ủa mình đập cái bể luôn rồi. Hả? Không biết cái này là cái gì á. Này mình đập được luôn á. Đó, đập cái nó rơi ra Island Block. Ủa? Mình chưa biết rõ nữa bà. Ngôi đền rồng. Wow, mình gặp được ngôi đền rồng nè các bạn ơi. Có cái quả trứng rồng kìa. Ui, được nha, nhưng mà mấy con này nó ồn cực luôn ấy. Đánh lẹ, đánh lẹ, đánh lẹ. Ui, đừng có la, đừng có la, đừng có la. Đừng có la, người ta đánh nhẹ, đừng có la. Ui, nó la một hồi đơ máy luôn á. Chơi kỳ cục mà, chơi mà chơi la làng ngoài à. Đánh nhau là chơi không la nha. Chơi mà la thế là không chơi đó nha. Rồi mình sẽ đập hết mấy spawner đi, đừng cho nó la tiếp. Lại la nữa kìa. Hình như ở dưới còn hay sao ấy. Đừng có la nữa, và đây có cái quả trứng rồng. Mình sẽ lấy về. Ui chết. Quả trứng rồng mình không thể lấy bằng cách đó được. Phải đặt cái đũa ở phía dưới cơ. Đừng có la nữa. À, ở đây có spawner nè. Cái con nào mà la hoài vậy. Đập 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 đập. Chơi la hoài là buồn đó nha. Đập lẹ đi các bạn ơi. Spawner đập nó luôn nè. Một, hai. Ấy. Ui, trong đây nhiều quá lắm. La nè, con nào la. Dám la làng. La làng là ồn lắm biết không. Rồi và mình đã đánh bại gần hết mấy con quái trong đây rồi. Công việc còn lại của mình là lấy trứng rồng cũng như là nhặt đồ trong mấy cái rương ở đây thôi. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ lấy trứng rồng trước nha. Để không thôi một hồi lạc mất trứng rồng thì uổng. Đó, có thêm một quả trứng rồng rồi. Tuyệt vời. Ơ, đây là quả trứng rồng đầu tiên của mình vì mình vẫn chưa có đánh được rồng Ender cơ. Wow, lại là trứng rồng nữa nè. Ui, cay thế nhờ. Con quái đâu mà cứ la làng hoài luôn á. Mình có được 4 quả trứng rồng lận. Lần này thì giàu to rồi các bạn ơi. Đây nữa nè. Wow, hơi bị nhiều luôn á. Thôi thôi, chơm được vài quả trứng rồng là vui rồi. Giờ thì mình sẽ tìm cách đi ra ngoài thôi. Đây, đường ra luôn nè. Trên đường đi tìm tòa tháp mà gặp được cái ngôi đền rồng, vậy là tiệc cứu mèo rồi còn gì nữa. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm những cái tòa tháp trong đây nhá. Sẵn tiện đó thì mình sẽ cố gắng tìm thêm một cây kiếm hoàng gia như vậy nè, cho nó chẳng một cặp, chứ một cây thì nó chưa thực sự bá đạo đâu. Có một cặp thì mình có thể cân hết hầu hết các con quái trong đây luôn á. Và đây là căn cứ của mấy cái con quái vật máy móc. Hồi dùng giỏng thì nó quýnh mau hư đồ lắm và không có rơi ra đồ xịn á, nên mình sẽ bỏ qua nhá. Nãy giờ bay cũng được một đoạn rồi mà sao không thấy tòa tháp nữa trơn vậy? Kỳ ghê luôn á. Và sau khi hỏi ý kiến á thì các bạn có chỉ mình, hình như mấy cái em Stinky hay đánh rắm này á thích ăn ăn thịt sống hay sao á. Ồ, và em Stinky này nhìn giống rồng bầu trời cực luôn nè. Ồ, nhìn giống rồng bầu trời trong phần chơi kỵ sĩ rồng cực luôn ý. hồi ức ùa về ghê luôn. Còn đây là chỗ gì nào? Nghe tiếng con vịt. À, tiếng à, mấy em chim ruby. Trời ơi. Chim ruby mà kêu y gan con vịt nè. À. Để bây giờ mình sẽ trả lại hai khối đá cổ cho em đi và tiếp tục đi tìm tòa tháp thôi. Đừng nói là hết tòa tháp nha. Mình đi xa. À, đây nè. Đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Bên đây có một cái tòa tháp nè các bạn ơi. Vậy mà nãy giờ mình không thấy ta. À, này mẹ. Này mẹ. Này mẹ. Hồi trước quýnh mình hả? Dạ. Lại đây, lại đây. Nhỏ mà sung, nhỏ mà sung. Con 500 máu mình còn đơm được. Con này mấy trăm máu ở đây? 500 máu nữa hả? Giờ mình gặp mấy con này mình cay lắm. Phải cà khịa lại. Cà khịa trả thù liền. Rồi, cà khịa xong rồi. Giờ thì tiếp tục đi tìm cái tòa tháp thôi. Và hình như trước mặt mình là có một cái tòa tháp nè. Nhưng mà nó chỉ có 1, 2, 3, 4. Nó có 4 tầng thôi à. Không biết có con zombie bất ở trong không nữa. Ui, nó còn không có cái lần spawner của cái con kia cơ. Con Nightmare phía trên á. À, mấy con khủng long này rơi ra cái thịt bò nè. Để một xíu mình thử, mình thuần phục mấy em Stinky thử xem coi có được không nha các bạn. Nhập ít thịt bò coi. Một ít thôi nha, đừng cho nhiều quá. Ui 20 luôn nè, nhiều dữ vậy. Cần ít ít thôi à. Rồi giờ thì tiếp tục tìm đường đi xuống phía dưới coi có zombie bớt không.
Ôi, tầng này có khủng long máy rồi. Đồ thì mình sẽ không lấy đâu, tại vì trong đây nó toàn là đồ dởm ngoài các bạn ơi, không có đồ xịn á. Ấy, đó, nó toàn là đồ kinh nghiệm, đồ ruby với mấy cái đồ bình thường à. Nên thôi, mình sẽ lướt qua đi xuống mấy tầng thấp thấp đi. Tầng này có mấy con basilisk, basilisk nè. Basilisk bằng gỏi luôn. Rồi, và tiếp tục đập spawner để đừng cho nó đẻ. Xong, và kiểm tra trong rương. Rương của con Basilisk thì chủ yếu là đồ Emerald á. Switch Suka thì mình không cần. Vậy là tòa tháp này không có con zombie bug rồi. Chắc mình phải có một chuyến khám phá qua thế giới của Thunder Step. À, mình đang thiếu cái cây này nè, hổm rài thiếu để đập spawner á. Hôm nay gặp được thì mình sẽ lấy về. Tuyệt vời, tuyệt vời. Coi còn cây nào không. À, được thêm một cây nữa nè. Quá dữ luôn. Ui, Thunder Step của tôi mà, tôi chưa lấy Thunder Step. À, có rồi, có lấy được rồi. Rồi, không giỡn nữa nha. Đủ vui rồi. À, và giờ thì chắc mình sẽ đi ra chỗ khác thôi. Chắc hôm nay mình sẽ qua thế giới của mấy con bướm rồi, chứ bên đây mình không thấy cái con zombie bớt rồi á. Và giờ không biết tìm mấy bé bướm ở đâu nữa ta. Ok, để bây giờ mình sẽ đi một đoạn coi coi có gặp mấy bé bướm không. Rồi mình sẽ qua thế giới bướm khám phá một xíu nha các bạn, để tìm con zombie bớt thôi. Đi được một đoạn hình như mình gặp một trái bí khổng lồ hay sao nè. Ở đây có trái bí khổng lồ nè, coi coi bên trong có gì nào. À, đây là nhà của mấy cái hồn ma mà. Và đây là hồn ma thân thiện nha các bạn, không có quýnh mình, chỉ có điều là ưa hù mình thôi. Mình đã hay sợ ma mà cứ hù mình nên mình không thích cho lắm á. Và nay mình tha cho đó, tại vì đang có đồ xịn trong người nên khá là vui. Rồi giờ thì tiếp tục đi tìm thôi nào. Nãy giờ mình đi cũng được một đoạn khá xa nhưng mà vẫn chưa thấy được cái chỗ của mấy bé bướm nữa. Không biết thế giới này có bướm không ta, sao mình đi mãi chả thấy con bướm nào hết á. Ở bên đây hình như có tòa tháp nữa nè. Trong tòa tháp này lâu lâu vẫn có mấy con zombie bất nha, nên cứ thử tìm xem như thế nào. Và này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 tầng luôn. Ui, tòa tháp 6 tầng này có đồ ngon nè. Nên mình sẽ vào khám phá. Ê, đi ra, đi ra, đi ra. Mấy con Nightmare đi ra. Đi ra, đừng có đụng vô ta. Ta quánh thiệt đó. Giờ mình mạnh lắm rồi, cứ đùa với mình. Đập hết spawner để tránh cho nó xuất hiện nữa. Vứt những thứ không cần thiết đi. Và đây là chỗ của mấy cái con dung mà ưa ăn cắp đồ á. Để an toàn thì mình sẽ đánh sấm sét xuống cho nó hư spawner đi, chứ không thôi mình lũi xuống dưới nó lại ăn trộm đồ mình nữa thì mệt. Đập spawner nè, đập spawner nè. Boom. Đó, sạch spawner rồi. Vậy là bây giờ mình có thể thoải mái loot đồ. Đó, mấy con dung nó cũng chết hết rồi. Trong đây, ui. Trời ơi, cái con bướm giật mình. Trong rương đầu này á thì nó sẽ có những cái giấc mơ của người đào mỏ mình có thể mang về để sử dụng trong chuyến đi mai gần nhất. Bên đây coi có không. Bên này không có rồi. Bên này thì sao? Đó, bên này có quá trời luôn. Mình có tới 2 stack với 6 cái mà Minor Cream luôn á. Cực kỳ thích. Tầng kế tiếp là tầng của mấy con khủng long T-Rex. T-Rex thì khá là đơn giản luôn. Mình sẽ đánh bại nó nhanh rồi đập spawner nha. Rồi sẵn tiện đây thì mình sẽ coi coi tòa tháp này sẽ rơi ra xếp đồ gì nào. Thông thường á, những cái tòa tháp mà 6 tầng như vậy sẽ rơi ra những món đồ xịn ở cái tầng cuối à, thế nên chúng ta cần phải cố gắng khám phá hết mới được. Trên này thì không không có chứa đồ tốt rồi nên mình sẽ bỏ qua nhá, cũng như là cất bớt mấy món đồ thừa vào bên trong. Rồi giờ tiếp tục đi xuống phía dưới nhá. Tầng dưới là tầng của mấy con Basilisk. Ui, tự nhiên có con ong lạc vô đây chi không biết nữa. Bị con Basilisk ăn thịt mất tiêu luôn. Trời ơi. Rồi. Tiêu diệt Basilisk, tiêu diệt Basilisk nè. Hình như Basilisk này tiến hóa từ gà hay sao á, mỗi lần mình đánh bại cái rơi ra quá trời thịt gà luôn. Ui. Con này sao lì vậy? Ui, ui. Ui, con kia quýnh một phát, mình tưởng mình bị crash game không chứ. Giờ tới cho mình bị mắc kẹt trong kia kìa. Nó dám lựa góc lắc để quýnh mình hả? Mình sẽ đập summoner nhá. Rồi, lấy lại một ít kinh nghiệm nè. Và kiểm tra đồ coi. Tiếp tục là mấy món đồ bình thường thôi à. Mình sẽ ít bay bay xuống dưới á, để không thôi nhặt rác vô người thì một xíu mình lại phải dọn dẹp nữa thì phiền. Và mấy cái này là cái gì đây? Kẹo, cái này là kẹo các bạn ơi.
Ăn được không? Ăn được nè. Wow, cho mình thêm hiệu ứng luôn. Trời ơi, mình cứ tưởng cái này là cái bụi gì không chứ, ai dè đó là kẹo. Wow, xịn nhờ. Thôi, tạm thời thì mình sẽ tiếp tục xuống dưới thôi. Thằng này tặng có mấy con bọ hung. Bọ hung nè. Ôi, bọ hung rơi ra khối kim cương kìa. Lượm khối kim cương. Ấy, lượm không được rồi. Đó, gì thì mới được nè. Rồi, tiếp tục đánh để nhặt thêm một vài khối kim cương nữa nào. Rơi ra đồ kim cương đi. À mà quên nữa, phải đạp spawner trước. Rồi đánh gì đánh. À, cây cúp đâu rồi? Ôi chết rồi, mình cất cây cúp vô trong hay sao? À đây nè. Tại vì thỉnh thoảng đồ á mình vuốt không kịp là nó rơi vô trong ba lô á các bạn ơi, nên phải lấy ra lại mới được. Và kiểm tra trong rương coi. Lại là Thunder Step. Đây là cơ hội để mình lấy những cái Thunder Step mang về á. Rồi sắp tới lỡ mà có đánh mấy cái chỗ mà nó cần nhiều Thunder Step thì mình sẽ lấy ra và dùng nhá. Còn mấy trái táo để chịu hồi cái cây khổng lồ thì mình không dám mang về nhiều đâu. Một cây thôi là cái nhà mình đã bị lát lát rồi. Trồng tầm 5 cây chắc nổ máy luôn á. Thôi giờ mình sẽ tiếp tục xuống tầng dưới thôi. Tầng dưới là tầng... Nè, zombie bớt nè. Đúng cái con mình cần. tuyệt vời lắm luôn á. Coi coi nó có rơi ra vải không nè. Đánh đánh nó trước đi. Rồi, sau đó thì mình sẽ đọc cái spawner để không cho nó đẻ ra thêm. Đập. Rồi xong. Quá trời amethyst luôn á. Zombie bug thì sẽ rơi ra amethyst nha các bạn. Và dưới chân mình là những cái zombie bug scale. Yay. Giờ thì thoải mái lướt thôi. Được bao nhiêu cái zombie bug đây? Không biết đây có phải là tầng cuối chưa ta? Hình như đây là tầng cuối rồi đó. Chưa. Còn một tầng nữa. Ui còn một tầng nữa. Tầng dưới là tầng của con Hammerhead gì đó. Và trên này là mấy cái quả trứng. Để mình coi coi Dungeon Beast là cái gì đây. Con bò. À đây là con quái vật. Trời ơi sao mấy máu nè. Rơi ra mấy cái tinh thể trong suốt thôi. Kiểm tra tiếp trong này. Có quả trứng nào mà xịn xịn không? Có quả trứng triệu hồi ra bướm không? Để một xíu mình còn mang về nữa. Đây có mấy cái khói khói amethyst nè. Để mình nhặt về một ít đi. Mang về dùng cũng khá là ok đó. Vứt thêm gì đây? Vứt emerald này. Rồi nhặt thêm một ít đồ nào. Tại thỉnh thoảng mình mới gặp mấy cái spawner của zombie bug á. Nên mình tranh thủ mình lấy amethyst về luôn. Cũng như là một cách farm. Bên này thì Onodom là gì đây? Quả trứng gì mà không được? Có gì đâu mà không được đúng không? Lượm về luôn, mình chưa biết nó triệu hồi con gì nhưng mà cứ tạm thời lấy về đi các bạn ơi. Cái này là... Ủa không có con... spawner của con bướm hả ta? Hôm trước cái tòa tháp kia mình gặp cả spawner của con bướm cơ. Có ít kẹo nè. Mà có một thôi, chắc mình sẽ không lấy đâu. Rồi, giờ thì đi xuống tầng kế để đánh nhau tiếp thôi. Và kho đồ mình đang chật để mình dành ra 30 giây mình cất đồ vô bớt nha các bạn. Cắt mấy cái Thunder Step vô nè. Rồi, đi thôi. Ui. Cái con gì mà cái bự vậy? Có vài con không mà đứng muốn giáp cái khu vực này luôn á. Ui, may mà kiếm mình mạnh. Chứ không hồi không biết chừng nào mới đánh chết mấy con này nữa. Rồi. Ui, nó ra nữa rồi kìa. Nó xuất hiện nhanh cực luôn ý. Nhưng mà không sao, mình có thể tiêu diệt nó nhanh thôi. Cố lên, cố lên. Và mấy con này thì nó sẽ rơi ra những cái bình kinh nghiệm kìa, quá trời ở dưới luôn á. Coi có món nào tốt không mình nhặt vô với. Gì đâu mà nhiều dữ vậy trời. 40 mấy chai kinh nghiệm luôn rồi nè. Wow, thích nha. Và đây là thứ mình cần. Và một cây cây búa. Cái búa gì nè? Để coi. What? Ui, cái búa nè. Bự cực luôn. Trời ơi. Ui, cái... Ui. Wow. Búa 87 đam. Và còn có khả năng đập ra sấm sét nữa. Cái này là spawn ra prince. À, đây là quả trứng triệu hồi ra bét hay sao nè. Nhà mình có một quả trứng nhưng mà màu xanh nước biển rồi. Vậy là mình có hai bét luôn á. Wow, xịn nha. Chắc mình phải nhặt thêm vài cây búa này về chơi các bạn ơi. Rất là xịn á. Trong này xếp đồ của hoàng gia. Wow, nghe đồn á, đây là một trong những xếp đồ VIP nhất trong Crazy Craft rồi.
Trời ơi sao nay may mắn vậy? Đây là cây kinh nghiệm hả? Chắc mình sẽ mang về một vài cái mầm đi. Rồi có gì mình trồng cái cây kinh nghiệm luôn nhá. Đó, chuyến đi này có vẻ khá là may mắn đây. Mang về toàn là đồ xịn thôi. Ở đây còn cây búa bự nữa nè. Sẽ mang về một cây nữa. Bước ra bớt. Đó, quá dữ quá dữ. Đây còn cây nữa nè. Coi coi. Rồi, được quá trời luôn. Và bên ngoài cũng đổ mưa rồi. Đây là gì đây? Đây là bot block hả? Ui, nó di chuyển mình qua ngoài. Thôi 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 thôi. À, đây nè, đây nè. Bướm bướm hả? Bướm bướm nè. Ý, cho ta giết đi. Đúng rồi. Chuẩn bị qua thế giới bướm bướm thôi các bạn ơi. Mình sẽ cắt bớt cái cây này vô trong. Đó, chóng chóng rồi mình sẽ bay qua thế giới bướm liền. Cho ta qua thế giới bướm. Cho qua đi. Ý, đâu ra mấy cái này hoài vậy? Rồi, qua được rồi. Yes. Và bên này thì sao đây? Có gì để khám phá không? Ấy ai ai. Trời nó đang mưa thành ra nó lót hơi chậm với lại nó hơi giật giật á. Có gì các bạn thông cảm giúp mình nhá. Không biết bên đây mình có ngủ được không nữa. Để giờ mình đặt cái này xuống mình đặt giường ngủ coi cho ngủ không. Ui giờ ban ngày nó không cho mình ngủ rồi. Thôi giờ thì tiếp tục đi đi rồi khi nào trời tối tối á, mình sẽ thử ngủ nhá. Chứ giờ nó mưa thì cũng hơi khó để chúng ta cùng nhau đi khám phá đó. Bên này thì có ong nè. Giờ chủ yếu mình qua đây mình tìm coi có công trình để mình đánh quái thôi. Chứ giờ đồ mình quá trời xịn rồi. Có nguyên một set đồ của hoàng gia luôn chứ. Trời ơi. Thích thực sự luôn á. Khi nào về. Ơ, nó tự enchant rồi. Enchant dòng cấp độ 10 thôi luôn. Wow, mặc vô chắc bất tử luôn á. Nhưng mà mấy set đồ đó mình không thích một điểm là nó không cho mình bay cơ. Phải chi mà mặc vô mình được bay nữa thì thôi tuyệt cú mèo luôn á. Bên này là triệu hồi ra con bướm. Không cần. Bên đây thì sao? Đây triệu hồi con gì đây? Triệu hồi ra con skeleton. Con này triệu hồi con ếch. Có cái khó triệu hồi ra con ếch nữa cơ. Cái này là san. Hết rồi. Không biết dưới này có quái không ta? Thì hôm trước lúc mà mình mới qua thế giới bướm á, mình gặp cả đống quái phía dưới này cơ. Để bây giờ mình sẽ thử xuống này một lúc coi coi có quái thứ dữ để mình đánh không nè. À, nè 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 nè. Cái con Dungeon Beast hồi nãy mình mới triệu hồi nè. Nó rơi ra một cái cái này dùng để chế tạo mấy cây kiếm trong suốt á mà. Kìa kìa, Cat Killer kìa, trời ơi. Cat Killer nè. Ui, kiếm ultimate luôn. Quýnh một cái rơi ra cả kiếm ultimate á các bạn ơi. Xịn vậy. Được 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 thực sự luôn á. Sẽ cất bớt một cái kiếm hoàng gia vô trong ba lô đi, lỡ mình bất cẩn làm mất thì uổng dữ lắm. Và giờ mình sẽ test sức mạnh của cây búa này nhá. Triệu hồi sấm sét. Bùm. Triệu hồi sấm sét nè. Lủng một lỗ rất là bự luôn. Wow, đập một cái chết queo. Quá dữ nhưng mà mình nhìn cái kích thước này mình khá là thích á. Búa bự thiệt sự luôn. Đập nè. Ui, két người lơ bay lên luôn kìa. Đập cho người bay lên trời nè. Áo 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 áo. Ui ui. Chơi xấu vậy, chơi xấu vậy, chơi nhốt người ta. Chơi nhốt hả? Đập. Đập vô mặt luôn, chơi mà chơi nhốt. Đập, đập, đập nè, đập nè, đập nè. Đùa, đùa. Đùa với Superman cầm búa bự. Đùa với Superman cầm búa bự nè. Đập cho người chết luôn. Rồi xong rồi. Chắc ở thế giới này không có quái thứ dữ các bạn ơi, nên thôi chắc mình sẽ trở về nhà để không hồi một hồi hết đường về á. Sẵn tiện đang có mấy con bướm kế bên nè, nên mình sẽ trở về nhà và dọn dẹp đồ cái nha các bạn. Mình đã trở về nhà cũng như là ngủ được một giấc rồi các bạn ơi, và trời cũng đã tạnh mưa luôn rồi. Yeah. Và bây giờ mình sẽ trở lại với công việc đó chính là chế tạo cái phần tay cầm của thanh kiếm Big Bertha này nhá. Giờ thì mình sẽ cho mấy thứ này vào bên trong bàn chế tạo theo công thức giống như vậy. Đâu rồi ta? Đây Simonter Scale nè. Rồi một cái Zombie Bug Scale ở phía trên, Basilisk Scale ở giữa và cuối cùng là một cái vải của con bướm ở đây. Đó, vậy là mình đã có tiết cái phần tay cầm ổ cán kiếm rồi. Và mình đã có được hai bộ phận rồi đúng không? Vậy là mình còn thiếu cái phần lưỡi kiếm thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đánh thêm một cái con Kraken á. Đây, hai cái quặng mà mình tìm được trong thời gian với hai tập nè. Mình chỉ đánh một con thôi, khi nào cần thì mình sẽ đánh tiếp. Và cái xô nước, mình nhớ mình có một vài đây nè, có cái xô luôn. Đó, để mình tạo ra cái quả trứng triệu hồi ra cái con Kraken nhá. Ủa?
Ủa vậy là cái quả trứng mà mình nhặt ở dưới là quả trứng của con raccoon nè. Wow, thì ra là vậy à. Mình sẽ cất cái này lên trên. Vậy là mình có tới 5 quả trứng triệu hồi ra con Kraken lận. Lấy ra một thôi, đánh nhiều quá thì không có chỗ mà nhặt đồ á. Tại vì theo như mình biết thì Kraken là một con bạch tuộc khổng lồ các bạn ơi. Ơi, bà đây có bạn gái làm gì bị mất máu nè. Chưa chưa, để mình coi coi bạn gái làm sao mà bị mất máu vậy. Ủa, có con quái nào đánh bạn gái à? À, chắc là mấy con cua này. Con cua này dám quýnh bạn gái. Dám quýnh bạn gái nè. Dám quýnh bạn gái. Thấy mấy con gái là ăn hiếp mà. Mấy con hằng lằn này có quýnh không? Dám quýnh bạn gái là mình cũng xử đẹp luôn. Không có lợi gần bạn gái. Còn bạn gái này đi vô bờ đi. Trời ơi, bơi ra giữa biển kiếm ai vậy? Một thân một mình ra giữa biển làm gì? Vô trong bờ đi. Trời ơi, mình không có cứu kịp đâu đấy. Vô trong bờ đi. Thôi tạm thời cho bạn gái ở đó đi nha. Và mình sẽ tìm một cái chỗ chẳng hạn như vậy đi. Nó giữa biển như vậy nè. Mình sẽ triệu hồi ra con Kraken nha. Chuẩn bị nè. Boom. Ồ, đây chính là con Kraken bạch tuộc khổng lồ. Mình sẽ đại chiến với nó. Đại chiến của con bạch tuộc khổng lồ. Ủa nhưng mà đánh hai cái nó chết rồi. Chắc tại mình mạnh quá. Đánh hai cái là chết con bạch tuộc khổng lồ rồi. Và nó rơi ra rất là nhiều túi mật nè. Ở đằng dưới, phía dưới thì có mấy món đồ linh ta linh tinh thôi. Ấy chưa, hình như một cái cúp ultimate thì phải. Đúng không, đúng không? Chuẩn luôn, một cái cúp ultimate. Coi coi còn cái gì nữa không nè. Bên kia là cây kiếm vàng thôi. Còn cái răng đâu? Mình cần cái răng cơ. Mình chỉ cần đúng cái răng thôi để mình về mình có thêm công thức để chế tạo. Hay là mình quýnh mạnh quá gãy răng đó rồi. Đừng nha, đừng làm vậy nha. À kìa kìa, răng nè răng nè. Vậy có răng luôn. Tuyệt cú mèo, tuyệt cú mèo. Có một ít khối xác. Ở đây còn món đồ nào nữa không? Túi mật thì hơi bị nhiều rồi đó. Ít ít thôi, nhiều quá xài đâu có hết đâu. Trên này là thanh kiếm vàng thôi. Vậy là xong rồi. Nó chỉ rơi ra vài món đồ linh ta linh tinh vậy thôi các bạn ơi. Dù sao thì mình cũng đã có được một cây cúp ultimate. Gia tài năm, hiệu suất năm. Lần đầu mà mình gặp gia tài năm luôn á. Trong bàn chế tạo thì bàn anh cha nó tối đa mình tầm gia tài 3 thôi. Mà cái này tới gia tài 5 lận. Quê xịn thiệt sự luôn. Và phía này là chỗ của ai đây? Hình như là... À nhớ rồi. Đây là chỗ của mấy cái con rồng biển á. Con rồng biển nước. Lúc đầu nghe đồn ai cà khịa mình ta. Con nào mình sẽ lấy cây cúp kim cương ra đi. Cất cây cúp ultimate vào. Tại vì đó là cúp xịn á. Rồi sau đó thì mình sẽ đạp cái này cho trống trống nè. Cũng như là dùng sấm sét. Mình phải đền cho con này đền tội mới được. Lúc đầu dám cà khịa mình cho nổ nổ banh cái nhà các ngươi luôn. Lúc đầu cà khịa ai, lúc đầu cà khịa ai nè. Nhưng mà cái lỗ này hơi nhỏ thành ra hơi khó dùng cái gậy sấm sét các ông ơi. Để mình xuống đây coi gì thì chính xác nè. Bể chưa, bùm 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 bùm, hư đảo các ngươi luôn. Giờ ta sẽ cận chiến các ngươi nè. Dám cà khịa ta hết. Xong. Và có rơi ra đồ gì không? Wow, rơi ra một cái xẻng. Một cái xẻng ultimate luôn. Tính ra mấy con quái vật này dễ rơi ra đồ ultimate cực luôn ý các bạn ơi. Được hai món ultimate rồi. Giờ còn thiếu mỗi cái rìu thôi à. Không biết có con nào rơi ra rìu cho mình không nhờ. Để mình lặn xuống biển coi coi. Hồi nãy mình đánh tới 5-6 con lận. Hy vọng sẽ có một con rơi ra cây rìu ultimate cho mình. Có rìu không nè? Có vẻ là... Ấy, có cái rìu gì kìa. Rìu bằng vàng. Mình không cần rìu vàng. Buồn người ta. Không có cái rìu ultimate rồi. Nhưng mà không sao. Dù sao thì cũng trả lại được cái bất thù lúc đầu rồi á. Dám cà khịa mình á. Rồi giờ thì mình sẽ trở về nhà nè. Đó, có thêm vải của cái con... ủa không, cái răng chứ, răng của cái con Kraken rồi. Vậy là mình đã có thêm một thứ rất là cần thiết để chế tạo trong thời gian sắp tới. Khi nào mà mình có thêm cái Sea Viper này nữa thì mình sẽ chế tạo luôn nhá. Là đủ cái thanh kiếm Big Beta luôn đó các bạn ơi. Và mình sẽ cất vô cái rương này đi. Đó, cất cái răng này vô, răng hiếm đó nha. Và trước khi đi đánh rồng á, thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ lại để cho cái kho đồ nó trống trống. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm con rồng Ender và đánh bại nó nha các bạn.
Nãy giờ mình có nghịch nghịch mấy cái mắt của Ender nè, và hình như cái stronghold ở phía dưới khu vực này luôn á các bạn ơi. Để bây giờ thì mình sẽ đào xuống phía dưới để tìm cái stronghold luôn nhá. Rồi, ui, ở đây có cô bạn gái nè, mà cẩn thận nha, mình đào hố xuống dưới á nha, coi chừng lọt hố là xác định luôn á, mình không có cứu được đâu ấy. Rồi, giờ mình sẽ đào xuống phía dưới thôi. Và để đảm bảo an toàn hơn thì mình sẽ lắp lại chỗ này, tránh trường hợp mấy cô bạn gái bất cẩn á, rớt xuống thì toang á. Rồi, giờ thì đi xuống dưới thôi nào. Và không biết rằng á, con rồng Ender trong Crazy Craft nó có thực sự mạnh không nữa. Hy vọng rằng nó sẽ mạnh mạnh một xíu á, để mình có cái để mà chiến đấu chứ. Gặp quái nào cũng một... quái nào cũng một hai hit chết thì nó mất vui rồi. Và mình đã tìm thấy cái stronghold rồi các bạn ơi. Cạnh đây còn có spawner của những con cá bạc nữa. Mình sẽ đập ra và lắp những cái mắt của Ender vào bên trong đó, để cho cái cổng được kích hoạt lên. Và một cái cuối cùng ở đây đó, vậy là mình đã kích hoạt thành công cánh cổng kết thúc rồi. Và chắc mình sẽ lưu ở đây một cái điểm đi. Coi nào, ở đây là tầng thứ mấy đây? Tầng thứ 19 đúng không? Mình sẽ bật bản đồ lên một cái, chấm ở đây lại nè. Ở đây là End Portal. Đó, mình sẽ lưu lại ở tọa độ y là 20 hả? 21 đi, để tránh trường hợp bị kẹt đầu. Rồi, vậy là mình có thể dịch chuyển đây rất là dễ dàng luôn đúng không? Đó, trước khi đánh rồng thì mình sẽ khám phá stronghold trước, tại vì mình muốn thử xem coi cái thư viện trong Crazy Craft á, nó có đồ gì xịn xịn không cái đã. Ui, kim cương kìa. Ê, chưa chưa chưa. Và sẵn tiện đây mình sẽ test sức mạnh của gia tài 5 cho các bạn xem nhá. Gia tài 3 đào một phát nó ra 4 5 viên rồi. Ủa, 4 viên chứ. Còn với cái này là gia tài 5, nhiều khi nó lại rơi ra 6 viên lận á. Để coi coi có đủ may mắn không. Ui, có ai viên à, gia tài 5 dởm rồi, không xịn bạn ơi. Ui, mấy viên đây? 4 viên. Tỷ lệ cũng không tệ đó. Dù sao đây cũng là giai tài 5. Nếu mà mình có đủ may mắn thì mình có thể farm được rất là nhiều, chẳng hạn như redstone. Ra có 8. Chắc mình chưa đủ may rồi. Trời ơi, cái này nó phụ thuộc vào nhân phẩm á nha. Nhân phẩm mình có vẻ không cao rồi. Ở đây là Zimbabwe. Đi ra chỗ khác, cái này là gì đây? Ý, quặng kim cương nè, nữa nè. Kim cương trong đây nhiều lắm luôn á. Sao có một vậy? Ô, mình thấy cái cúp ultimate này nó không hên cho lắm á. Mình cầm cúp kim cương nhiều khi đào ra còn nhiều hơn cơ. Ủa, và đây là thư viện nè. Trời ơi, sao tận chân trời gần ngay trước mắt luôn mà không thấy. Coi coi có cái rương. À đây, có rương, có rương, có rương. Ôi, nhưng mà mình vừa nghe tiếng con Reaper nó rớt xuống. Đừng ngủ nha anh bạn. Đây, đập ra nè. Coi rương có gì nào. Được cái nhẫn và ba quyển sách bình thường. Trời ơi, thư viện đúng dởm luôn á. Để coi nhẫn này mình có thể đeo vô không. Cái này là cái bubble nè. Mình không biết cách đeo nhẫn trong đây á các bạn ơi. Cái này thử chuột phải coi được không. Chuột phải cũng không được luôn. Có nhẫn mà không biết đeo cũng như không mà. Thôi kệ, đem về làm đồ trang trí cũng được. Và chỉ có vậy đó hả. Coi coi trong đây còn có cái rương nào không ta. Creeper này đột phát chết luôn. Rồi, đây có cái rương. Tiếp là hai cái nhẫn luôn đó. Trời ơi, một cái đeo chưa được, cái tìm hai cái nữa sao đeo hết đây. Thêm cái nữa nè, ba chiếc nhẫn cái bên luôn chứ. Đây, cái son ngâu á, nhìn cái hình... Ui, kẹ là tành nè. Son ngâu nhìn sơ qua thì rất là giống một cái nhà giam ở dưới lòng đất luôn á. Nó có những cái căn phòng giống như vậy nè các bạn. Ở đây là đường đi xuống. Và những ai mà không giỏi định vị á, thì tốt nhất là nên tìm cách lại gần cái stronghold và xuống dưới liền luôn đi, chứ đừng như mình đi khám phá nhông nhông vậy nè mà không đặt điểm trước á, thế nào cũng bị lạc cho coi. Nhưng mà mình có đánh dấu điểm rồi nên giờ mình cứ nghịch thoải mái mà không sợ bị lạc á. Đường này còn chỗ nào khám phá không ta? Thường thường á, stronghold ít nhất là hai cái thư viện cơ, mà nãy giờ mình mới tìm được có một cái thư viện à. Để mình thử đi một đoạn nữa coi, coi có gặp thêm cái thư viện còn lại không nhá. Đây có cái chỗ hồ nước nè. Ui, thư viện nè đúng không? Ui, ui giật mình. Tự nhiên nổ sau lưng người ta à. Ủa đúng rồi, đây là cái thư viện khác nè, nó có tầng 2 luôn cơ. Wow, và đằng kia có sách. Ủa, có cái thùng rương kế cái kệ sách nè. Và sao chú sách thường cũng vậy, sách enchant đi. Trời ơi, thư viện mà cho đồ dởm cái luôn á. Ui, và có một cái Pandora box.
cái này được nha, cái này nó giống giống như Lucky Block rồi đó các bạn ơi, nhưng mà nó sẽ hồi hộp hơn. Một xíu mang về thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Còn giờ thì chắc mình sẽ trở lại cái em bottle thôi, để mình xuống dưới đơm con rồng rồi còn nhanh nhanh về mở rương nữa. Và mình sẽ cố gắng đánh rồng nhanh nhất có thể nha, vì mình đang sở hữu sức mạnh của một Superman kết hợp với sức mạnh của thanh kiếm hoàng gia. Và thì ra ở dưới này còn có cả cái ngôi đền rồng cơ. Ngôi đền rồng nó có ở hai nơi các bạn ơi, ở bên thế giới kiến với thế giới Dien cũng có một cái ngôi đền rồng nữa nè. Có vẻ căng thẳng đấy. Nhưng mà công việc đầu tiên của mình vẫn là Batman. Batman khi mà mình đánh nó sẽ rơi ra rất nhiều đồ xịn đó các bạn, kể cả mấy món đồ trong siêu anh hùng luôn. Wow. Ai dám cà khịa mình nè, mình chưa làm gì mà dám quýnh mình. Rồi và rơi ra gì đây? Một cái shocker Ronay, lũ đạn của shocker nè. Ủa? Trời ơi, đúng là lựu đạn của Joker có khác. Cái này chọi để hù người ta thôi chứ có đam gì đâu. Nè, chọi ra nè. Và đây là cái gì đây? Cái này dùng để chế tạo cái gì á, mình cũng chưa biết nữa, nhưng mà thôi, không cần thì có thể vứt ra. Một thanh kiếm bông hồng. Một cái quả trứng triệu hồi ra We The Boss. Một cái nón của Spider-Man. Một cái len gì đó, mắt len gì đó các bạn ơi. Một cái quần của người dơi nữ. Wow, đồ xịn đúng không? Để mình cất vào trong bớt đi, rồi khi nào về mình nghiên cứu rồi mình sẽ chế tạo thêm mấy món còn lại còn thiếu nha. Rồi cái này là có một cái tool, cái tool bopper gì nữa nè, chưa biết công dụng của nó làm gì nữa. Không biết thôi, vứt ra đi. Một cái cờ lê. Một cái Weaver gì nữa. Ở đây còn nhiều Batman lắm, chắc mình sẽ farm thêm vài con nữa để coi coi nó có độ xịn gì không nhá. Ui, và bên trong này có cái rương nè. Ê gì? Ui, mấy con này manh động vậy? Manh động nè. Ui, mấy con này mẹ dưới đèn này manh động lắm các bạn ơi. Chưa gì hết nè, quýnh mình rồi. Để bị Batman ăn thịt được kìa. Ăn thịt, đúng rồi, ăn thịt đi Batman ơi. Dám đùa, đúng rồi, ăn thịt đi. Ôi chết rồi, ăn không được mà bị mấy con Nightmare ăn ngược lại rồi. Con Batman. Bơ tay luôn á. Thôi để coi coi nó sẽ rơi ra món đồ gì cho mình. Ui, một cái ba lô gì nữa. Wow, một cái ba lô than. Có vẻ xịn đó. Và một cái ủng gì nè. Ronit hả? Và một cái Lucky Block. Ở dưới The End có nhiều cái để mình chơi ghê luôn á. Quá trời Batman để mình có thể lấy đồ. Trong rương thì sẽ có kim cương. Wow, quá trời khói kim cương luôn. Và những cái Enderpearl Block. Thôi kệ mấy cái đó chắc mình không cần cũng được. Ủa gì rồi, rồng Ender đâu? Ủa? À đây, trời ơi, rồng Ender núp. Nãy giờ núp gì đâu vậy anh bạn? Rồng Ender. Cái gì? Chết rồi. Ủa? Kỳ á, Commander gì đâu, ít siêu ấy trời. Đập một cái chết queo luôn rồi. Để mình nhặt một ít kinh nghiệm vô trong lại các bạn ơi. Và rơi ra một cái lá thư hay gì nè. À, Batman, dám quýnh mình, hổm hả Batman. Cái con này cũng đi ra đi. Ta chưa lấy đồ mà. Tính ra rồng Ender trong Rise Grab á cũng không có quá mạnh đâu các bạn ơi, mình cầm kiếm quýnh cân phát chết queo. Và nó rơi ra một cái hockey boot nè, quần của hockey và áo giáp của hockey. Còn Enderman đâu rồi? Không có cà khịa mình nha, mình nhịn nhiều lắm rồi á. Ui, logo của Flash nè. Nhân vật mình cực kỳ yêu thích luôn á, mình rất là thích Flash cơ. Một cái khiên vàng, một quả trứng triệu hồi ra con ếch không cần, áo giáp của Iron Man, quần của Cyborg, quần của Iron Spider-Man. Mấy con Batman các bạn thấy chưa, toàn là rơi ra đồ dữ không á. Nếu mà mình rảnh có thể xuống đây farm Batman để tìm đồ của siêu anh hùng nè. Nữa nè, một cái nón đội được không? Ủa, cái này đội không được. Batman nè. Ui, mình thấy cái mũ của Batman thiệt nè. Coi mũ của Batman.
Coi nào. Ê, cái mũ đâu rồi? Mình mới thấy cái mũ. Để mình cất bớt mấy đồ xin hồn vô trong cái đã. Nó, cái này là cục mũ của Bad Girl. Người dơi nữ á. Một cái đe thì không cần, một cái rương bạc. Basilisk Spawner, áo giáp của Batman. Hết trời đồ tốt luôn á. Ở đây loot đồ cả ngày cũng được á các bạn ơi. Wow, một cái gì chưa rõ thông tin luôn. Thôi thôi, tạm thời thì chắc mình sẽ farm đến đây thôi nhá. Còn riêng về trứng rồng thì nhà mình có nhiều lắm rồi nên chắc mình cũng không lấy cũng không sao đâu. Và coi coi nó có dẫn tới cái NCT không cái đã. Ừ, không biết mấy phiên bản cũ này á nó có cái NCT không ta. Wow, dưới này quá trời Batman nè. Vậy là sắp tới thay vì chế tạo á thì mình cũng có thể xuống đây farm, vừa tăng thêm cái độ hồi hộp cũng như là test thử cái độ may mắn của mình á, và còn có thể nhặt được rất là nhiều đồ xịn cơ. Và nhìn sơ qua thì khu vực này có vẻ không có cái cổng dẫn tới cái NCT rồi các bạn ơi. Thế nên chắc bây giờ thì mình sẽ trở về nhà nhá. Nhưng mà trước khi về mình sẽ đơm tìm một con nữa. Rồi ra tiếp cây ba lô nè. Và cất bớt đồ vô trong đi. Tấm thảm không cần. Deadpool. Wow, có đồ của Deadpool luôn chứ. Một cây cúp bằng tinh thể xanh thôi, mình không cần mấy thứ này đâu. Còn gì nữa nào? Một cái backpack màu cam. Vậy là thôi á hả? Trời ơi. Thôi kệ, có như đây đồ cũng vui rồi. Và chắc bây giờ mình sẽ nhặt lại cái backpack nè và trở về nhà thôi. Vậy là sắp tới có cái để chúng ta có thể farm rồi đó. Và như thường lệ đây chính là cái outro của game thôi. Mình sẽ skip qua cái đoạn này nha các bạn. Và khi trở về nhà thì chúng ta cùng nhau khoe với bạn gái thôi. Và mấy cái ba lô này á thì chắc mình sẽ đặt dưới này nè để mình còn chứa đồ nữa. Sắp tới mấy món đồ mà mình nhặt từ mấy con Batman á chắc mình sẽ cất vô đây đi. Một cái áo giáp Iron Man. Trời ơi. Mặc vô thử coi 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 có ngầu không nha. Mình nghĩ là rất là đẹp cho coi. Wow, xịn thực sự luôn. Thích ghê trời. Nhưng mà mấy cái đồ này chế tạo hơi rườm rà, để trong thời gian với 2 tập mình nghiên cứu đi. Rồi mỗi set như vậy á, mình sẽ tìm những cái công thức ra và chế tạo hết cho các bạn xem. Bên này còn rất là nhiều món đồ siêu tồn khác nè. Và để mình giúp sắp xếp trong thời gian với 2 tập đi. Và như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã chế tạo được hai cái bộ phận của thanh kiếm Big Bertha. Đó chính là cái phần tay cầm nè, cũng như là phần cán kiếm rồi. Đánh bại được cái con bạch tuộc khổng lồ á. Nó cũng khá là yếu thôi, cũng như là đánh luôn con rồng Ender rồi. Sắp tới thì chắc mình sẽ đánh tiếp một con rồng khác, đó chính là cái con The King mà mình nhặt được quả trứng từ những tập trước á. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.